trong lòng mình lao đao như nào. Có việc gì phải nói hết ra. Bao lâu nay em cuộc sống tự do, nhưng sau này sao lại cứ đắn đo. Oh Lord, rồi mai chẳng biết như thế nào. Là vì em yêu anh, thương anh, muốn bên anh. Là vì em muốn một mái nhà màu xanh. Ừ thì em sẽ trưởng thành, cố gắng từng ngày thành một nàng dâu tốt. Chuyện về nàng dâu, ôi xa thật đau đớn. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chẳng hiểu thấu. Những thứ thật là đau đớn mà cứ khiến nhau u sầu. Nhiều điều lại chôn giấu. Chuyện về nàng dâu xưa nay sao vẫn vậy. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy. Sớm nắng rồi chiều rong mà thiếu vắng thì lại trong nhà. Oh oh oh. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn kiểu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn kiểu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ba ra ba ba ra ba bam. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nửa đêm rồi mà còn chưa chịu về. Ôi, đã vậy còn không chịu gọi điện thoại về nữa chứ.
Anh xin lỗi em, anh đi về muộn. Châu không sao rồi, Châu chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Châu của anh quan trọng lắm hả? Tại sao giờ này anh mới về? Gọi điện thì anh không nghe máy, mà anh còn cúp máy nghe nữa. Anh làm gì ở bên đó? Tại sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh coi anh kìa, người thì nóng nặc mùi rượu. Anh nhậu với Châu đúng không? Không, trên đường về đó thì mấy người bạn của anh gọi điện thoại rủ anh đi nhậu, cái anh ghé ngang qua đó, rồi anh nghĩ là chắc ngồi chút xíu rồi về cho nên anh không có gọi điện thoại. Anh nghĩ là ngồi chút xíu hả? Anh đi với bạn mà ít nhất anh cũng phải gọi điện thoại về cho em chứ. Còn lần này anh không thèm nghe máy của em luôn. Chắc là tại cái lúc đó anh đi toilet, rồi anh để điện thoại trên bàn, bạn anh thấy rồi bấm tắt, rồi anh không để ý. Anh xấu xa lắm. Anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Nửa đêm như vậy á, anh làm em phải lo lắng. Mà em đang có bầu bì như vậy nữa. Anh xấu xa quá vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tại sao anh đi anh không gọi cho em? Anh cứ thấy là em lo lắng lắm không? Anh xin lỗi. Vậy là tối giờ anh đi với bạn của anh đó hả? Đúng rồi, anh đi với bạn của anh. Em đừng có giận nữa. Khuya rồi mình đi ngủ nha. Ngủ ngủ gì? Người nồng nặc mùi rượu kìa. Đi tắm đi. Minh Anh à, chuyện hôm qua mẹ nói với con đó, con tính sao? Có nghe mẹ nói không? Con suy nghĩ sao rồi? Mình suy nghĩ sao rồi anh? Thì tụi con quyết định sẽ không đi đâu hết. Bởi thứ nhất là vì con muốn sống chung với mẹ. Thứ hai là khoảng cách từ nhà mình qua nhà đó quá gần, nên tụi con nghĩ ở đây cũng như đó thôi mẹ. Mẹ nói vậy mà con cũng không hiểu nữa hả? Mẹ ơi, chuyện này thật ra tụi con cũng đã bàn tính kỹ rồi mẹ. Mẹ, anh em cũng đồng ý với con vậy mà. Nhưng mà các con không hiểu được cái tâm lý của người làm cha làm mẹ đâu. Thì con vẫn sẽ qua lại thăm hỏi ba mẹ con thường xuyên mà. Cái vấn đề không phải là cái chuyện như vậy. Cái chuyện qua thăm hỏi là không phải. Mà cái vấn đề như vậy nè con à. Mẹ con á, đi tìm con hơn 30 năm nay rồi. Bây giờ gặp lại con thì điều duy nhất mà mẹ con mong muốn là được sống gần bên cạnh con. Mà bây giờ tụi con cứ đòi ở riêng như vậy á thì làm mẹ con đau lòng lắm, con có hiểu không? Cái chuyện gần nhà thì gần, rồi chạy qua chạy lại như vậy làm cho tình cảm cách xa thêm nữa. Anh thấy em nói đúng không? Mẹ em hay suy nghĩ phức tạp lắm. Mẹ suy nghĩ đơn giản đi. Nghĩa là nhà mình với nhà bên kia quá gần nhau, nên đối với con là sống nhà nào cũng như vậy thôi. Đơn giản. Nếu con nói sống nhà nào cũng như vậy thì con dọn đồ qua nhà mẹ chồng con ở đi. Mẹ chồng con lớn tuổi rồi, sức khỏe lại kém, vì bao năm qua tiều tụy đau đớn vì nỗi mất con. Con đừng có sống ích kỷ kiểu đó chứ. Con sống không ích kỷ, nhưng mà mẹ thử nghĩ đi. Một mình mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn, bây giờ con phải ở bên cạnh mẹ chăm sóc cho mẹ. Nhà bên kia thì có quá nhiều người, nhà bên đây có một mình mẹ à. Thì con quyết định như vậy cũng hợp lý mà. Sau này con làm mẹ làm cha đi, rồi con mới hiểu được cái nỗi đau mất mát con không ai thay thế được. Phải là Andy. Con lớn rồi, con phải biết suy nghĩ cho người khác đi chứ con. Mẹ ơi, cái câu chuyện của anh Andy với gia đình ảnh là câu chuyện của quá khứ. Trước khi mà tìm thấy ảnh, gia đình ảnh vẫn sống bình thường mà. Còn bây giờ đã có ảnh rồi thì ăn chung, đi chơi chung như vậy cũng được mà mẹ. Với lại mẹ cũng biết tính con rồi đó. Nếu như con dọn về qua bên đó ở, rồi thế nào va chạm rồi cũng xảy ra chuyện à. Mà tính của con đâu có chịu chuộng được ai đâu. Nè, mẹ nói cho con biết nghe chưa? Cái gì mẹ nhìn con thì cũng được hết, nhưng mà chuyện này thì không đó. Mẹ à, cái chuyện này để từ từ rồi mình tính tiếp được không mẹ? Mẹ cũng biết tính của Minh Anh mà. Con chào mẹ. Chị Xui. Đây nè, mẹ mới nấu hai chai nước mát nè. Các con đem theo đi làm uống.
Còn nếu không á, mình để ngăn mát tủ lạnh tối về uống cũng được. Cái này thanh nhiệt mà mát, tốt cho sức khỏe lắm con. Dạ. Mẹ, con nghĩ chắc mẹ mang về đi. Tại nhà con không có uống mấy cái loại nước có đường, sợ mẹ để lại không ai uống rồi bỏ uổng á mẹ. Cái này là đường phèn mà con, đường phèn tốt, mát lắm, không sao đâu con. Đường phèn thì... À, mẹ ơi, tại vì vợ con đi lấy tinh ở bên ngoài á, trời thì nóng, mà bỏ cái này ở trong giỏ sợ nó dễ hư, hay là để con uống cả hai chai cho. Con uống hết nha. Tốt lắm đó con. Dạ. Dạ, chị cứ để nó đi. Dạ. À, thôi để con nè. Mà mấy con, tối rảnh ghé ăn cơm nha. Dạ. Trời ơi, bất cứ lúc nào cũng vậy, nhớ ghé ăn cơm đó. Rồi chị xui nữa, dạ, mời chị qua ăn cơm luôn. Dạ. Mấy lần trước cũng có mời mà không thấy chị qua. Dạ. Mình xui da mà đừng có khách sáo nghe. Dạ, tại tôi không rảnh và để có gì tôi qua. Mà mẹ khỏe chưa? Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Thức sớm nấu nước mát cho tụi con chi vậy? Cái gì mà làm cho con á, làm xong mà đều thấy khỏe, không có mệt mỏi gì hết trơn á. Vậy thôi để con đưa mẹ ra cổng nha. Rồi rồi mẹ vô. Tôi đi nha chị Xuân. Dạ. Con đi làm luôn nha mẹ. Làm mẹ biểu nè. Sao mẹ? Cái thái độ gì kỳ cục vậy hả? Bây giờ mẹ chồng đã có lòng đem nước mát qua cho con thì con phải nhận chứ, tại sao nói những câu thẳng thừng như vậy? Trời ơi mẹ ơi, mẹ biết tính con nói thẳng mà, mình không uống thì mình nói không uống, để mai mốt cho mẹ ảnh khỏi phải làm mất công. Cái vấn đề là mẹ chồng của con đó cực khổ vất vả lo cho tụi con, mà đối xử gì làm sao được chứ. Mẹ à, nhưng mà... Bây giờ mẹ nói con biết nha. Mẹ ra lệnh cho con đúng một tuần lễ, con phải suy nghĩ lại cái thái độ và cái hành động của con đối xử với mẹ chồng của con. Rồi sau đó hai vợ chồng của con dọn qua nhà mẹ chồng ở đi. Làm ơn á, tìm cách suy nghĩ chín chắn chút đi. Mẹ, mẹ đã quyết định rồi, không có thay đổi mẹ được đâu. Tách tình kỳ cục. Thôi đi làm anh. Nè, có nghe mẹ nói không Minh Anh? Con thiệt tình. Mẹ à, để từ từ con nói vợ con nha. Bướng bỉnh, con á phải cứng rắn mà dạy vợ con. Quyết định của con là quan trọng đó, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay em có chuyện buồn, cứ nghỉ ngơi đi. Không cần phải nghi ngờ gì đâu, mọi chuyện cứ để anh lo. Em không hiểu sao mẹ lại lạ đến như vậy. Bình thường mẹ hiểu tính của em là người như thế nào mà. Không hiểu sao chuyện lần này một hai mẹ cứ đòi phải ép em cho bằng được. Chắc người mẹ nào cũng nghĩ như vậy, cho nên dễ thông cảm cho nhau thôi. Anh cũng đang nghĩ vậy đúng không? Đâu có, anh lúc nào cũng ủng hộ em hết mà. Ơi, em nghe tiếng tin nhắn quen thuộc. Thì sao? Thì đố anh ai nhắn tin cho em đó. Mệt ghê bà đặt đố nữa. Đố nữa ha. Thì bây giờ nói ừ, ông xã ơi, ai nhắn tin cho em kìa, đem điện thoại lại giùm em đi. Đúng rồi đó. Đố nữa. Nè, em có mệt. Mà anh thấy ngoài bốn cái người bạn của em ra, anh nghĩ chắc không ai nhắn tin cho em đâu. Ê ê tụi bay, Minh Anh đang buồn, gặp nhau rồi xã nha. Trời ơi, anh đoán đúng thiệt luôn á. Cái gì vậy? Mà bực bội ghê. Sao? Mấy cái đứa này nó kỳ cục lắm anh. Ờ. Nó biết giờ này là em phải phụ chồng của em mà buôn bán nè. Đúng rồi. Mà nó nhắn tin cho em, rủ ra đi chơi. Anh có bực không? Mà nó còn nói hả? Là chị dâu có chuyện, không đi á là phụ lòng là không làm bạn nữa. Trời bực mình ghê anh. Đang lúc phụ chồng phụ con mà bắt đi chơi á. Vậy giờ sao? Giờ sao? Giờ anh nhắn tin cho tụi nó đi. Em không có nỡ lòng em nhắn là hả, bây giờ là tao không đi được. Nhắn tin hả? Tao không đi được. Tao thương chồng tao lắm. Tao thương chồng tao lắm. Mắc phụ chồng buôn bán rồi. Phải cái đi ha. Mắc phụ chồng buôn bán rồi. Hít 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 hít
hít hít. Rồi gửi nha. Người ta nói hả, nếu mà lấy một người chồng tốt á là mình không cần trưởng thành, mình có thể là con nít, mà con nít thì có thể đi chơi được cái kiểu. Thôi nè, thôi nè, cái mặt này, cái mặt xạo nè, cái mặt xạo nè, thấy không? Gà tôi nuôi tôi biết nha, ha ha. Thôi bây giờ vậy nè, đi chơi với tụi nó đi, còn ở đây để anh lo cho. Đâu có được,
em làm vợ rồi, em mới có trách nhiệm với chồng, em phải ở nhà cùng chồng buôn bán chứ. Anh biết là buổi sáng công việc mình nó nhiều nhưng mà anh quen tay rồi. Thôi em đi chơi với bạn đi, đây để anh lo cho. Đi chút xíu về liền. Được rồi. Đi nhá. Đi đi. Này thầy ơi, em luôn ưu tiên đưa. Sao nay lại hẹn ra đây? Thầy không thấy chỗ này có nhiều cảm xúc hả? Có. Rất nhiều. Trà sữa dậy sao tới nè. Ta da. Trời đất ơi. Thằng nhóc này. Chị nói giỡn mà làm thiệt hả? Chị nói giỡn nhưng mà chị đang buồn thật mà. Em thấy vậy hả? Em nghe điện thoại á là em biết chị đang buồn. Và lại tới đây á, nhìn cái gương mặt chị, cái dáng đi lúc nãy á, là em biết chắc chắn chị đang buồn luôn á. Chị tưởng chị giấu kỹ dữ lắm rồi chứ. Thôi chị uống đi. Trà sữa này á là em mua ở chỗ mà chị thích đó. Cảm ơn em nha. Bác nè, em cứ tốt như vậy hoài nha. Nếu như mà sau này có bạn gái á, đừng có làm cho bạn gái buồn nha không. Nghe chị nói không? Mà thôi chị uống đi. Đang uống nè ông tướng. Hey, thầy mà không có cảm xúc mới lạ. Đây là chỗ mà lần đầu tiên mình gặp nhau á. Nếu mà không gặp thầy ở đây thì em đã không gặp được định mệnh đời mình rồi. Thầy có nghe người ta nói không? Trên thế giới này á, cái dòng sông dù có chảy quanh coi đến đâu thì cũng sẽ chảy về thiên đàng. Và những người yêu nhau á, dù có cách nhau hả, ở cả một vòng trái đất thì vẫn sẽ về bên nhau và gặp nhau tại nơi mà họ gặp gỡ. Tập trung vào chuyên môn đi. Đừng có ngược em nữa, thầy càng ngược thì em càng thích thầy thôi à. Ý em là ở nhà học bị ngợp quá thì bây giờ mình đổi không khí một chút, mình ra đây học cho nó mát, xong rồi em sẽ hứa tập trung hơn. Chắc chưa? Ok hả? Thầy thì ông tính mua trà sữa cho em hả? Thôi là ông mua là em khóc ở đây luôn á. Ồ, làm lương không có bao nhiêu á, suốt ngày trà sữa trà sữa. Muốn thầy đói hay gì? Đi mua trước đi. Đúng là miệng nói thì không mua nhưng mà vẫn mua cho người ta. Đúng là trong lòng thầy có em đúng không? Chắc là thầy sợ tỏ tình với em bị từ chối hả? Không, em nói cho thầy nghe là giữa cái thế gian này nè, muôn vạn nam nhân nhưng mà em chỉ chờ một mình thầy thôi hả? Đi vô. Cuối cùng mẹ tao cho một tối hậu thư là trong vòng một tuần phải dọn đồ ra khỏi nhà. Tao không biết tụi bay sao chứ cái cảm giác mà bị chính mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà khóc chịu gì đâu. Không ngờ có ngày mẹ mày lại căng với mày như vậy. Thì hôm bữa tao cũng nói với mẹ là giải thích cho mày là gì, là mày rất là thương mẹ mày, mày không muốn mẹ mày ở một mình. Sao nhìn tao? Tao nói sự thật thôi. Sao không nói tao sớm? Là sao? Rồi bây giờ là hiểu nguyên nhân rồi. Tao cũng đang thắc mắc là không hiểu tại sao mẹ tao lại hành động kỳ lạ như vậy. Bây giờ mày nói về tao mới biết. Là do mẹ của anh Andy đi tác động lên mẹ tao để mẹ tao nói với tao như vậy. Không thấy người lớn mà tại sao lại cư xử như vậy ta? Tại sao không có nói trực tiếp với tao, cứ đi một cái vòng lớn chi cho tốn xăng vậy? Ủa, tại vì nếu mà nói trực tiếp với mày được thì người ta đã nói rồi. Người ta chưa nói nữa mày đã chặn rồi, có cho ai nói đâu. Tao nói cho mày biết mẹ cũng buồn lắm á. Hôm bữa hả, nội nói chuyện với mày với anh Andy là mẹ nghe hết á. Sao mày biết? Sao không biết? Lúc mà hả, nội khuyên hả hai người không được, xong rồi nói nội mệt đó, nội lên nội nghỉ, cái tao dìu nội lên, tao nhìn lên cầu thang thấy mẹ đứng trên đó không biết nghe. Tao nghĩ là nghe cái lúc mà mày từ chối không muốn về nhà ở là mẹ nghe hết rồi đó. Con này coi á,
Vậy mà nó không xin nhan cho tao bây giờ rồi còn nói nữa. Cái lúc đó là kết thúc câu chuyện rồi, tao mới thấy là sao mà xin nhan cho mày được. Tao chán mày quá mày ơi. Trời đất. Mà kiểu gì kiểu tao cũng thấy là tao đúng nha. Hả? Chứ phải không nè. Người ta nói sao nè. Cái gì xa thương gần thường. Phải ở xa giống như vậy ha. Lâu lâu gặp nhau, ăn chung với nhau, đi chơi chung nhau phải vui vẻ, phải tốt đẹp. Chứ ở chung làm cái gì, rồi bao nhiêu thối hư tật xấu cứ lộ ra hết. Rồi lúc đó không nói được, cứ phải chịu đựng nhau, làm cho cuộc sống thêm mệt mỏi. Không có ai vui hết trơn á. Nói chứ cũng tùy mày ơi. Tao hỏi với mẹ tao nè. Thoải mái, bình thường, chán gì. Mẹ chồng mày là một cái phạm trù hoàn toàn trái ngược với lại mẹ chồng của tụi tao. Mẹ chồng mày là người vừa hiện đại nè, mà vừa dễ tính nữa, rất là tâm lý. Nói chung là mày là quá may mắn khi gặp được mẹ chồng như vậy. Không có đâu, mẹ chồng tao tính tình cũng thất thường lắm. Nói chung là biết nương theo là được, quan trọng là ở mày thôi. Đó, tao thấy con mày đã nói đúng đó. Thật ra tao thấy mẹ rất là dễ tính, không có khó khăn gì đâu. Mày chỉ cần lựa lời mà nói với mẹ là được rồi. Mà tao thấy mày cứ về ở chung coi làm sao. Ít ra thì cũng có hai nàng dâu, tao đỡ cho mày mà. Không, tao thấy có mỗi một cái chuyện mà về nhà bên đó sống chung thôi à, mà bao nhiêu người áp lực tao. Rồi bây giờ mốt qua bển rồi sao nữa, sao làm được. Làm gì có ai nói gì mày đâu. Bây giờ mày không muốn sống chung với nhà chồng, mà bây giờ mày lỡ là phải sống vậy rồi thì mày phải chịu, mày dung hòa, mày thay đổi chứ. Giờ mày cứ căng thẳng ngày hoài rồi ai sống được với mày. Tao cũng đâu muốn sống chung với mấy người đó đâu. Trời đất ơi. Thiệt luôn, khuyên không được luôn á. Tao nói cho mày biết nha, mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thật ra mẹ anh Đì thì cũng giống như mẹ mày thôi. Mày làm gì cho mẹ vui vẻ thì mày cứ nên làm đi, để mà mốt hối hận nữa nha. Thôi đi, đừng có lấy mấy cái chuyện đó ra hù tao. Đổi đề tài, đổi đề tài, đổi đề tài. Hết đề tài đổi rồi, có mỗi đề tài đó thôi, không nói thôi. Kêu thức dậy từ 4 giờ sáng, hai người đánh qua đánh lại hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Một người là ba mình, một người là anh mình. Không rớt cái cầu xuống sao tôi đánh vậy? Thời tới rồi cản không nổi. Tới con. Tranh thủ đi, cho em nó về nó bán bánh mì nữa. Thấy con chờ lâu quá cho nên ba cố tình đánh rớt cầu trước mặt con á. Thôi về làm ăn con. Cất giùm anh luôn nha. Đi ba. Vui ghê. Chị. Cái gì? Món gì à? Cà ri. Cà ri? Ừ. Ủa sao má làm bánh canh mà? Thì nhà mình ăn sáng là hai món, bánh canh với cà ri. Trời ơi, tao nói từ hồi gặp con trai tới giờ ngày nào cũng dở đồ ăn thế cho con ha. Cú này. Mà cà ri. Cô sao vậy? Cho ăn cà ri nữa, bộ không sợ đau bụng hả chị? Cái lần trước là tại mình đi nắng lâu quá cho nên nó mới hư. Nhưng mà bây giờ là chị đem tới mà trong bệnh viện của Hồng Kông là có lò vi sóng mà. Nó đổ ra tô, nó hâm một cái là nó ăn liền, sao hư được. Tao mới nói có một chút à, giải thích gì thì giải thích dữ vậy trời. Ê, mà tự nhiên giờ thấy cà ri cái thèm nha. Thèm gì? Không phải thèm cà ri đâu, thèm du lịch. Đi chơi hả? Đó, thèm đi chơi cũng chết luôn á. Thôi, đừng có nói đi chơi gì nữa hết á. Hôm nó có quý đi chơi là để cả nhà nói cho lựa lời mà nói để cho nó chịu về ở chung. Mà nó có chịu ở đâu à. Má ơi, bây giờ con cũng có nói rồi, mà giờ nó không chịu thì mình cũng đành chịu chứ làm sao giờ. Nhưng mà má, cứ mỗi ngày mà được nấu ăn cho thằng Công là con thấy con vui lắm má. Thôi đi. Trời đất ơi, làm ba làm mẹ nói thì con nó nghe chứ.
Bà. Bà. Trời ơi, bà nghe. Cho con okay. Đi. Đã nói không có. Cho mà. Con đi mà. Không bà. Có là không có. Cười quá. Mới cho qua rồi. Ôi. Ăn sáng nha. Nay ăn cái gì? Cà ri với bánh canh, anh ăn gì? Ủa có cà ri hả? Ừ. Cho bánh canh. Câu này nhưng mà ba. Thôi để con lấy cho ba nha. Ừ. Đây đem qua cho ba, cẩn thận nè, coi chừng á. Nóng hổi nè. Nóng hổi, nóng hổi. Nè ba ăn đi. Con chờ ba nha, con chờ ba ăn xong nha. Nha ba ăn đi nè, ăn nha. Dạ, ăn đi ba. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy giờ không được miếng nào luôn đó con. Nhưng mà con năn nỉ ba, con massage cho ba mà. Má cho con mượn 10.000. Làm gì có tiền? Em có tiền đâu nha. Để mai. Thôi con xin bây giờ mà. Ba. Ba. Chụp con gái gì kỳ vậy? Ổn không em? Em ơi. Ổn không? Vô đây ngồi xuống. Em thấy sao? Có ổn không? Em mệt quá à. Nằm xuống nghỉ đi. Mấy giờ rồi? Sớm mà. Tới giờ rồi. Nằm xuống nghỉ đi. Mẹ biết em đang mang thai, không la đâu. Không được đâu, em còn phải xuống chuẩn bị bữa sáng nữa. Đi. Trời mưa vậy mẹ không ở nhà đi. Mẹ tới đây làm chi lỡ bệnh rồi sao? Thấy trời chuyển mưa rồi sợ con đi làm con lỡ quên mang dù hay là quên mang áo mưa cho nên mẹ đem tới. Trời ơi không có dù không có áo mưa rồi con ra rồi trúng mưa rồi về rồi cảm sốt. Mệt lắm mà con ơi. Con lớn rồi trời mưa con biết tự xoay sở được mà mẹ. Bao nhiêu năm rồi đâu có được chăm sóc con. Mẹ hay là con dọn về ở chung với mẹ nha. Con à, đừng có nói với em là anh đã đồng ý với mẹ anh dọn qua đó ở mà chưa hỏi ý kiến em nha. Con đi đâu giờ này mới về lận? Dạ tại ở công ty con có chút việc nên con phải ở lại làm việc cho xong. Việc của con? Con đã có em bé rồi, mới công việc lại, nghỉ ngơi cho nhiều vô để mới căng thẳng nha con.